Chỉ một pha bóng, Mbappé cho thấy mình thiếu động lực thi đấu như nào. Giấc mơ Madrid lại một lần nữa được các fan réo gọi khi Paris Saint-Germain của Mbappé thất thủ 1-4 trước đại gia Tân Thành ở cúp C1. Tại đây, nhiều người đã được chứng kiến Mbappé thực sự bất lực như nào trong công cuộc gồng gánh đội bóng thủ đô nước Pháp. Thậm chí, khi Ninjaro để mất bóng vào chân ở bàn, anh còn chẳng buồn chạy về mà chống phản công. Sau trận, người hâm mộ thấy Mbappé không để lộ bất cứ một chút biểu cảm nào mà anh một mình đi thẳng vào trong đường hầm luôn. Có lẽ đã đến lúc Mbappé thực hiện giấc mơ vô địch C1 của mình bằng cách đầu quân cho Real Madrid vào mùa giải năm sau. Chứ ở PSG mãi thì có bao nhiêu quả bóng vàng thì Erling Haaland nó lụm cho bằng hết.